Chào các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt ở cổng của khu du lịch Biển Hồ, thành phố Pleiku. Và tôi lại chợt nhớ đến câu hát nổi tiếng trong bài hát Đôi mắt Pleiku có hàng thông xanh trong đôi mắt em, bởi vì có rất là nhiều thông ở đây. Câu đó trong tiếng Anh chúng ta có thể viết là There are lines of pines in your eyes. Như vậy chúng ta có pine là cây thông, lines of pines là những hàng thông. There are green lines of pines in your eyes. Có hàng thông xanh trong đôi mắt em. Đó. Chứ có đứng đầu câu chúng ta sẽ dùng there is nếu là số ít, there are nếu là số nhiều bạn nhé. Bye bye.